Đề của Phước, bây giờ mình vô trong bãi đậu xe. Đó, đã bãi đậu xe dưới hầm nè cả nhà. Bãi đậu xe dưới hầm. Đây 4 người, 5 người đi. Giờ mình vô trong nhà hàng chợ gì? Trader Joe's. Trader Joe's. Đó, vô cái chợ của trong downtown Charlotte nè. Cái chuyện này đó, chợ trước mặt của mình. Yeah. Rồi cái chợ đó bên ngoài người ta có bán bông, cái cây aloe vera nè, 5 đồng 99 một cây nè. Đó, cái bông nè đẹp không? Đây là bông hồng đủ loại. Qua wow, thực tế là lễ mơ đại đê rồi, bây giờ nó thêm người nó bán nè. Bên này cũng là bông chi líp nè, bông thơm. Bên đây tất cả loại bông rồi cả nhà. Đấy, mình cũng quay cho xem sơ sơ mấy loại bông. Đây cái chợ này. Oh sorry. Bông nè. Đi chưa? Ok. Đó, đây là mình ra ngoài để đi cho mát. Mình quen đoạn đường vô trong nhà hàng. Mình xem. Đây là downtown trong Charlotte nha. Đây đường là đường một chiều không à? Chứ cũng ít có đường hai chiều lắm. Chị nó khóa rồi mà. Đây là mấy cái apartment này cả nhà. Nó đẹp không? Cái nhà đó hả Châu? Châu, xe qua coi. Này. Mình qua.
birthday là vô cái nhà hàng này nè. Nhà birthday là trong downtown nha. Bây giờ mình đã tới trong nhà hàng rồi nè. Giờ đang quay cho nhà xem sơ nha. Đây trong nhà hàng nè. Đây là cái nhà bếp của người ta nấu trước mặt của mình nè. Đó, nhà bếp. Đây là cái quầy rượu. Đó, quay sơ mình xem. Châu má con Châu đâu ạ? Bữa tao mua cái dừa khô trong đó mỏng có được, tao làm bánh trần á, bánh chân dừa, nhưng mà coi dừa nó lại quên. Đi đâu ạ? Nó đứng đứng ngoài đường tới chờ. À, chợ nó bán quả rẻ đó. Mẹ đi chưa? Dám đâu chứ. Chứ có lộn không? Không, có rẻ lắm. Rẻ lắm. Rẻ lắm. Rẻ lắm. Rẻ lắm. Rẻ lắm. Ủa dư ghế hả? Dư ghế hả? Hồi nó 15 người mà. Cái đầu
four. I know, but we... I think they just be like, no, I'm not going to get an empty food. Yeah. Easy way. I'm waiting, like, you can have one. That's really good. Mấy hai cái này đây chứ. Mấy hai này mình xuống cho quý mình. Trời chuẩn bị sụp tối mà cái nhà đó bên ngoài hiện tại là bây giờ là gần 7:30 ủa 8 giờ chứ giờ 8 giờ phải không là bếp đê chai nè hai chị em mà giờ mọi người chuẩn bị ăn nha. Xin chào cả nhà, mời mọi người cả nhà ăn nha, ăn nha. Bát đê còn đồ ăn đó mà chưa lên từ từ ra mọi người đang ăn mà hello anh Phước, happy birthday. Happy birthday chị Châu. Châu. Chắc kỳ chắc là ở bên Phước này chị Linh này là 4 người nữa này chị này cháu qua đó cháu qua anh Phước này hai đứng hai bên một hai bảy rồi hai chồng cháu quá nè Phước ra nó cuốn cháu lên là đưa cháu lên Linh nè, chị Linh nè, chị Linh nè. Linh dính từ này chị chi vô luôn đây 4 người. 3, 2, 3, bốn bò. 2, 3. Đây, bước qua ngoài nè. Phước ngoài chờ ngó nè, Phước này ngoài nè ngó nè. Chị ngoại ngói là trong con ngoại đâu quá. Đúng
Rồi, ok. Ok. Đây là ở nhà ăn xong rồi, bây giờ ở ngoài cũng trời tối thui luôn rồi. Bây giờ là 9 giờ. What time is it? What time? Mấy giờ? 8 giờ 40 tối rồi. Đây, trong bên trong nhà hàng là nhìn ngoài đường cũng hết thấy luôn. Đó. À, ngồi chơi, rảnh không có chuyện gì làm. Ngồi tám chơi vậy đó, trong nhà hàng. Xong rồi đi về này. Đó, ôi dạ. Hello, thank you for happy birthday. Ăn xong rồi đi về. Hai chắc kỳ. Đó, đi ra ngoài. Đây là thang máy ở cái nhà hàng. Nhà hàng này hình như là 9 giờ họ đóng cửa rồi. Đây bên ngoài trời rất là mát luôn. Đó. Đây. Đây nhà hàng bên trong. Quay toàn cảnh hết luôn để cho cả nhà xem biết là đây được bên này mình đi cái xe nó dừng lại để cho mình đi qua xong rồi cái mình tiếp tục mình đi tiếp xe người ta mới đi qua đó đây bên ngoài của downtown đó sau lưng của mình là downtown đây những biển quảng cáo đây parking lot nè Garden Road đây cái chợ này đi vô trong để mua đồ gì đấy mình vào cửa bên trong chợ coi bán sơ có bán gì cửa này chợ của Mỹ hay của Tây hay của Ý gì đó không biết nữa cái bơ quá chừng nè đồng 49 cho một trái wow cái bơ chợ rồi cũng nhỏ thôi cũng không có gì lớn cứ quay sơ sơ người xem bưởi xoài chanh
Đây cái xoài nè, xoài to nè, 4 trái mà biết nhiêu tiền? 4 trái 6 đồng. Đây là bưởi. Bắp nè. $0.69 một cái bắp. Ăn của tao với ổ gì chửi. Ăn với ổ. Nè nè nó bán mấy cái ô. Cái này nó bán mấy cái này nè nhiều quá nè. Ờ mình mà lọc vỏ rồi nè, rang sẵn luôn nè. Thiếu gì? $3.99 ô cho này bán ô mình nè. Điều nè. Ủa trong này họ có bán họ o mình mà lột vỏ ta rang sẵn đó. Ừ đúng rồi, nó tắt sắt mỏng mỏng ra đó. O mình quá chừng nè, ta cắt sẵn nha. Đúng không? Nè nhớ họ o mình có bán sẵn nè, một bọn bánh rồi đó, $3.99 nè. Có rồi đó, nó có bán sẵn thấy rồi, nó rang sẵn luôn nữa. Chú bán gì? Bông không? Ok phải không? Rồi. Ok, thứ ba. Bye. Thôi giờ mọi người đi về nha. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày weekend vui vẻ, nhiều hạnh phúc nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt chị, hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Bye chị Linh, hello, bye bye, bye anh Hải. Bye. 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 Bye.
sân băng của bà của Ben Thơ.